Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà của niềm vui và tình bằng hữu. Dạ, con tên là Michael. 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 Con làm nghề gì? Dạ, con làm thinh. Con làm thinh? Dạ. Tức là nhà nhiều tiền quá đó bác. Không làm gì cũng quá trời dư giả để sống rồi bác à. Bác cứ gả trâu cho con đi. Là hai đứa con làm biếng mà sống qua ngày. Nhà con dưới quê cũng nuôi gà, con ăn gà ngán thôi. Mời anh. Thôi mệt quá con đổ. Ê! Chứ không ai ăn thì để làm gì? Ngồi im. Từ. Bác một tiếng. Châu một tiếng. Bé này một tiếng. Và con một tiếng. Xong. Dành một tràng tay cho Châu Bùi. Hello Châu. Chào anh ạ. Dựa theo cái tiểu phẩm mà các bạn vừa mới coi thì chúng ta có một cái nhận định là để tỏ ra lịch sự, chúng ta không nên ăn miếng cuối cùng trên bàn ăn. Đồng ý hay không đồng ý? Em đang đi ăn với bố vợ. Lúc đấy là có 3 miếng thịt gà, xong miếng cuối cùng. Thì em rất là thèm, nhưng mà bố vợ chưa được ăn miếng nào cả. Thế là em bảo là có ai ăn cái này không? Thì bố vợ lại bảo cậu này, cậu ăn nói trên bàn người Việt Nam như thế, cậu lại không được rồi. Thì bên này người ta gọi là một cái nghiên sĩ đó anh. Thì ai cũng ngại thì em chẳng ngại nữa. Em nghĩ là em phải là người chốt bàn chứ ai cũng ngại thì... Nhưng điều đấy nó có đi ngược lại việc là chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn không nhỉ? Vâng, nhưng mà vì đây là một sự kiện trọng đại nên tôi muốn là chúng ta phải có một bữa tiệc để chào đón mọi người. Oh my god! Nghe đã cảm thấy buồn nôn rồi. Con xem gấp ra quy tụ lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.